You wife in all of them? Yes, daddy, wife in all of them. And con biết cái rau đó trên đó là bữa nay con sẽ ăn hết cái thùng rau đó cho bà đó, con chịu không? No. Oh yes, bữa nay bà ngoại. I hate this thing. What do you mean you hate that thing? I hate this thing. It didn't taste good. I hate it. I don't know how to eat it. Oh my god, are you sure? Cái đó đồ của bà chồng đó. But I hate it. Oh no, daddy is so sad and I'm gonna cry the whole day. And when you cry, everybody's gonna see you and look like a baby only. Oh no. Vậy đâu nữa hả? And I'm gonna call you the baby. Cái đó là trái gì? Cái đó trái gì mà con biết không mà con nói con không thích? Trái gì? Cucumber. Đó đâu phải cucumber. It is cucumber. Trái mướp. Trái đó trái mướp đó. But it looks green, so it's cucumber. Okay, so maybe it's a cucumber. Huh? I don't know, but because I call them trái mướp. Yeah, it's like this. It looks like a giant banana. Oh, but like a banana chicha, đúng không? No, it's a banana. Banana. It looks like a banana, but it's an L. And ever, this is not a cucumber, but ever is straight, and then it's a cucumber. Vậy luôn đó hả? Yep, but it looks like a Y. Look like an L for me. To me. Yeah, it looks like an L. Look like a J too. Yes. Mm-hmm. Yeah, it's yeah. Like a chair. Yeah, ở ngoài nhiều lắm, ba mới có hái ba trái thôi à. Yeah, còn nhiều lắm. Trái. Ừ, ba trái thôi à. Tại sao vậy? Tại vì con ăn không hết đâu. Mới không, ba lại cho con ăn mà, con ăn không hết đâu. The bự lắm thing. Luôn đó. Yeah. But no one not can eat, only me. Well, yes, only you and chị hai and daddy and mommy and bà ngoại and chị Thanh. Only, yes. What about the rest of the uncles? The rest of the uncle, if they hear, they can eat them. If they want to eat them. Yeah. Mm-hmm. Rồi. Giờ con sẽ hai... I miss cầu tướng mình bố bối. Vậy đó, con miss cầu tướng mình bố bối hả? I wish I could come to the house. Yes, that's true. Mm-hmm. I bet you boy boy, I miss you too. But I wish Jay. Jay is next to my nhà. And Bobo is next to Jay nhà. Vậy đó and hả? I can play with them together. Đúng rồi. Yes. I don't want to be long. Because it's gonna take forever to get there and she's gonna sleep and I have to go back to home. Vậy luôn á hả? So sad. Vậy luôn á. Rồi, bây giờ con nói 1, 2. Con không có nói 1, 2, 3. Bây giờ bà nói 1, 2, 3 xong cái con chào giùm ba nha không? You ready? 1, 2, 3, yo! Xin chào ông bà cô chú. Hôm nay chúc Linh không có đi học bữa nay. It's the last day for chúc Linh stop ở nhà. But it's not the last day for okay, yes. So cái phần đó là chúc Linh tự giới thiệu đó chứ mình cũng không biết chúc Linh sẽ nói vậy. Thì rồi quý vị nhớ cái căn nhà mà mình có ý định mua cho gia đình đó. Thì căn nhà đó mình có đặt cọc 1.000 đồng tiền đặt cọc để mà mình go through cái process để mua nhà. Xong rồi bắt đầu cuối cùng mình đã withdraw vì căn nhà đã fail inspection đó, nhớ không? Thì đây cái câu hỏi của mình, thắc mắc của mình lúc đó là mình có bị mất 1.000 đồng đó không? Thì bây giờ mình đã có kết quả là không có mất 1.000 đồng. Người ta trả lại mình số tiền 1.000 đồng tiền đặt cọc. Ở đây, ok. Mình cần phải coi như là lấy mấy cái số nhà đó ra đó quý vị. Với là cái account number của cái gia bang. Thì đây mình cố tình mình quay lại. Mục đích cũng cho mọi người mà có thắc mắc giống như mình á, là có bị mất tiền cọc không á, thì đây, mình có câu trả lời rồi, không có mất tiền cọc. Em nhớ cái trái mướp nè, cách đây mấy bữa nó có bằng 1 gang tay à? Không có, vợ ơi, vậy nhìn nhộn trái rồi, vợ ơi, người ta mướp nhiều lắm. Anh hứa đâu, anh hái trong cái trò đúng không? Đúng vậy, dạ. Em thấy nó toàn ten vậy luôn mà. Đúng vậy, dạ. Cái không, trái có thể giờ là... thấy, cái hả? Trái giờ thấy toàn ten là cái trái không, khác ngon, nữa. Ngon, trời ơi. Ta nói mướp là đúng rồi, nó dài rồi chứ. Yes. Rồi đúng ngon luôn á nha. Bây giờ nó nồi canh đó. Cái nồi canh mẹ nấu nó sẽ hơi bị bự không? Thôi kệ đi, ăn cho mẹ. Nó teo hết cái đồ làm teo mà. Dạ xíu à. Rồi nồi canh bữa nay sẽ là 3 trái mướp. 3 trái mướp.
mít tơi bưởi trồng và một đống rau dền và sẽ làm một nồi chè Vũ Nhan, ăn Vũ Nhan sắc đó. Rồi Thăm với mẹ là phải tranh thủ ăn lẹ lẹ để 5:30 sáng là phải dậy đi xe bus, tại vì em nhỏ đi học là phải đi làm rất là sớm đó, để cái lịch trình nó sẽ bị thay đổi như mình nói đó. Đó, quá trời phải lật đật 9:00 là Trúc Linh phải lên giường ngủ đó. Ô 9:30 đi, 9:30 sớm lên cho anh, giờ anh thấy đồ ăn cho Trúc Linh. Cái này có bỏ thơm khô hay là kha là nấu sao cho nó ngon ngon được. Wow, bự bằng coi như là gần bằng cầm tay của anh đó vậy. Ô cổng này nữa, quay cái máy rửa chén. Trời ơi, máy rửa chén có gì đâu mà quay. Không, giới thiệu với mọi người là giờ này nhà mình rửa không máy rửa chén hết, rửa bằng tay rồi. Nó rất là tiện lợi. Dư Thay đã đi quá con. Lấy chén ra anh bọt cho chén. Ờ, Dư Thay đã bị chén, không có được lấy chén trong đây đúng không? Kệ cái đó, trứng chưa? Cái máy rửa chén có từ lúc mua nhà đến giờ chỉ là không xài thôi. Nhưng mà cuối cùng rồi thì giờ cũng phải xài. Chỉ cần có một cơn mưa xuống là mấy cái này nó bụi khủng khiếp luôn. Dạ. Không dễ đâu. Rồi anh hứng nước mưa ở ngoài để em tưới cây hả? Đúng rồi. Trời đất, bao lâu mà cái nồi thùng đầy dữ vậy? Con đêm thôi. Ngoài sáng thì có hứng không? Thì nó nằm đâu, nằm chỗ đó đầy như vậy sao anh giờ đi được mà. Mày giờ cái thùng khác chứ không? Thùng khác chi nữa, giờ cái gì? Mày giờ chỗ nào cũng ướt hết trơn rồi, hứng gì nữa. Cho nó để tưới bông thôi. Với lại cái chậu đó rất là good size để cho anh bỏ mấy cái phân nước vô để tưới bông á. Tưới bông á, thấy không? Yeah. Mình phát giác ra là ở gần nhà mình có đứa em, con của người cũng quen biết bán mấy cái thùng nhỏ quá gì này, mà nó có rất là nhiều nữa, mình mới phát giác cho thay thôi. Quá nhiều, anh mua được mấy cái? Mua 5 cái. Mỗi trái 12 đồng gì đó đó thì phải. Anh đại con tô bánh canh được chưa anh? Bớt tô không nhớ sao? Cái này rửa xong rồi luôn á vậy. Chỉ cần sắc và xào thôi. Không, anh phải gọt vỏ chứ. Tô rồi. Ra này rửa rồi luôn hả? Dạ, rửa rồi luôn rồi. Trời ơi. Mướn không gọt vỏ sao ăn bởi? Anh đâu biết. Trời đất ơi. Gọt nhẹ nhẹ thôi để không mất hết vỏ vậy. Không nên mất hết. Nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Gọt phải còn có màu xanh vậy. Em đã cố gắng hết sức rồi. Đúng rồi. Không, mướp còn non. Đúng rồi, nó còn non mà. Ồ, nó ngon. Trời đâu ơi. Đâu phải cái nào anh chồng cũng già đâu vậy. Cái mướp này vậy nha. Mà mình hái từ trên cây xuống xong rồi mình nấu canh. Chắc nó ngọt dữ lắm đó. Đúng rồi. Thì đó, anh đang hái từ trên cây xuống rồi. Cái này là gọi là vừa hái xong mà ăn liền. Đúng rồi, nó ăn trái giờ là mất hết trái mướp rồi. Hồi nãy tính giờ anh hái rau sống về em làm bữa cuốn à. Mà sực nhớ là không thể nào mà ăn kịp hết trơn á à. Nên không có kêu. Oh my god, anh bóp cái trái mướp. Bóp như vậy mới biết nó mệt, nó non cỡ nào. Gọt trái mướp mà hoài chị ta bóp trái mướp. Chắc con nữa rồi coi có hồng sao. Chút đi, để em rửa cái đã. Cái này mình bỏ xuống cho mấy con lính trong đất nó ăn. Ủa, nó ngon. Đúng không? Mấy lính trong đất nó ăn bắt đầu nó mới... Anh, ông ngoại còn mấy trái? Nhiều không? Thì cũng... Anh phải canh nó cỡ này anh hái vô đi, anh đừng có để trên cây nó già hết. Không, nhỏ hơn cái này một tí. Thì đó để nó bự chút nữa hái nha. Đúng rồi. Phải hái nha. Đúng rồi. Đừng có để... Để một trái một thôi. Đúng rồi. Nhớ là 2 năm trước. 2 năm trước để một trái giống mớp, một trái giống dưa leo cái gì. Bị con chuột nó giấc cha nó hết mấy hạt giống của anh là cái gì. Nên bây giờ hopefully để giống được thêm trái mớp nữa. Thì xin sợ... hộp giống ớt của anh kìa. Sợ không kịp. Thì ha. Để hộp giống cho chị với lại nói cái vụ xin hộp giống. Ok. Mình mới phát giác ra quý vị là ở trên tại vì cũng có nhiều quý anh chị cô chú trả lời giùm mình mấy cái câu hỏi mà mọi người hỏi ở trong kênh Bầu Trời Boston với lại trên Facebook thấy chứ. Là xin mấy cái hạt giống rồi hạt giống này mua đâu á, mấy người trả lời là đi vô cái website gọi SC gì đó. SC. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình đi vô website đó mình kiếm mấy cái hạt giống mà mình thích, ví dụ quý vị vô giống kiếm hạt giống mình thích.
coi như nó mắc gì đâu luôn á. Cái hạt giống của ớt Peru là cái ớt mà mình rất là thích. Mình biết mình thích cái đó vì mình biết cái loại ớt đó em thấy á, nhưng mà em sẽ không ăn nó đâu tại vì em chê nó nhỏ nhỏ thôi. Cái trái ớt đó là cái trái ớt coi như gọi là mắc nhất trên toàn cả thế giới này. Trái ớt mắc nhất trên toàn cả thế giới này, em tin không? Cái trái của nó nhỏ giống như hột tiêu vậy đó. Nên giống như cái hột tiêu mà em phơi khô rồi là nó sẽ còn phải nửa không? Cái trái này giống như cái hột tiêu chưa, cái trái tiêu, hột tiêu chưa phơi vậy đó. Nó nhỏ cơ với lớn vậy đó, nó màu vàng, màu cu. Mình có giống đó đây không? Không, anh không có, thì anh đang kiếm anh xin đó. Thì cũng lâu rồi mà anh không có ai cho anh hết, thì cho nên anh mới định đi mua. Mà nó bán 10 hạt giống 4 đồng 75 sen cho 10 hạt giống cộng với lấy 5 đồng tiền shipping nữa. Là tổng cộng gần 10 đồng bạc cho 10 hạt giống quý vị. Tức là một hạt giống 1 đồng. Không bảo đảm với mình sẽ trồng lên trái. Tại sao cười em chưa hiểu? Em thấy cũng bình thường thì có thể nó danh mắt, nhưng mà 10 đồng thì anh bỏ em 10 đồng anh trồng cây thì em thấy cũng đâu bình thường, đâu có gì đâu. Thì đúng vậy. Đúng không? Nhưng mà so với hộp ớt thì đó. Thì đó, em nghĩ coi một hộp ớt 1 đồng. Cái câu chuyện này sáng tao nghe rồi. Chia ra là một hồi sáng nó có 50 cent là 1 đồng. Cái hạt 50 cent là trái ớt của ớt rừng, ớt sim rừng của anh. Cái ớt sim rừng mà mọi người nói nhắc mình á, một hạt giống như vậy là 47 cent chưa tính tiền shipping. Ok, họ bán trong vòng 10 hạt giống hoặc là 20 hạt giống thôi. Vậy là anh làm giàu, anh bán đi chèm thì làm giàu tại vì hột anh quá nhiều. Ở vậy, dạ. Không, nhưng mà có, không ai mua. Không, có ông anh gì bên Texas, Cali rồi, anh cũng có mấy cái account ở trên Etsy anh bán vậy. Anh cũng đang mua ảnh kìa. Anh đang mua một số hạt giống ở trên cái website đó kìa. Oh man, mình không ngờ luôn á. Mẹ, cái thao này sạch dơ. Xong rồi còn có một cái loại ớt nữa, nó nhỏ cũng như hạt tiêu luôn. Ok. Hoặc là nhỏ hơn cái trái blueberry nữa là khác. Ok. Thì cái loại ớt đó trồng được ở ngoài luôn cả mùa đông. Trái ớt ngậu ha, mùa đông vẫn trồng được phía ngoài luôn. Một hạt giống 1 đồng. Chưa tính tiền shipping vậy. Bán 10 hạt giống là 10 đồng rồi. Tiền shipping chưa tính đó, shipping khoảng 4 đồng mấy 5 đồng nữa. Oh my god, anh không ngờ luôn á. Anh phải mua cái này về anh trồng, anh kiếm cách anh buôn bán mới được. Anh gán làm giàu cho anh nhờ. Thì đó. Anh phải kiếm cách anh buôn bán mới được. Phải mua, mình mua không rồi mình về mình trồng. Trời ơi, nó non. Ôi dạ, nó non dữ lắm luôn. Cái này nó còn bự gấp đôi nữa. Thôi vậy ngon rồi, đợi nó già hết ăn được. Hái mớ ớt vô rồi cho chị Thị nữa, chị Sinh á. Chị nói có ớt cho chị ra. Nhưng mà anh không hái được ớt kim lên, tại ớt kim không đủ để cho giống hái ăn đó. Thôi. Ừ. Hái ăn thôi. Đó, nhưng mà là đó, riêng mấy trái mình mới hái rồi đó. Có hái thì cái trái nó quá mềm, ăn nó không có ngon, nó phải hơi cứng xuống dùm cái. Dạ. Thì anh làm nhiều video clip rồi, anh cũng đã hướng dẫn mọi người là cái cách mà anh lựa hạt giống rồi. Em coi hoài em cũng biết rồi. Tức là em chấm bóc cái hạt giống mà nó đang đỏ mà nó bự tổ bố nằm ở chính giữa thân cây. Đây, anh chấm cái đó thôi. Anh hái mấy cái trên đọt nó giòn giòn giùm em cái. Ừ, thấy mấy, nó héo quá. Mấy cái trên đọt em muốn hái như em hái. Trên đọt nó đâu bao giờ coi như là phàn nàn đâu. Trời nó non mẹ. Non dữ lắm luôn mẹ. Chắc con lấy miếng con xào tỏi con ăn quá à. Con thích ăn xào hơn. Rồi anh tô bánh canh anh. Đây là cái thùng màu xanh mình có nhắc tới trong cái video đó các bạn. Mình cố tình mình để kế bên cái thùng nước 5 gallon đó để cho các bạn thấy được cái trọng lượng của cái thùng này. Nó bị lớn, hình như mình đo rồi. Tổng cộng mình đổ được 13 gallon nước trong đây đó. 13 đến 15 gallon nước tùy theo mình muốn nước nó lên tới mức độ nào thôi. Nhưng mà 13 gallon nước là perfect ở trong đây. Rồi bây giờ cũng 11 giờ mấy quý vị. Nhà ai cũng đi ngủ hết trời trơn rồi. Thì mình coi lại lửa, củi, bếp, nước trước khi mình đi ngủ. Thì đây mình có cái nồi chè. Nồi chè đủ thứ trong đây hết. Nó tóm là chè tổng hợp đấy, đúng không? Và bên đây chắc chắn là nồi mớp của mình rồi. Nồi canh mớp, yes. Quá xá là ngon nha. Ngày mơ là ba cha con ở nhà có đồ ăn ngon rồi nè. Đấy.
Còn nồi kia nồi gì vậy? Nồi này nồi gì? Cá, cá kho. Cá gì, cá kèo, cá gì, cá kho gì đó. Well, anyway. Rồi, coi như Trúc Linh với lại Tuyết đã đi ngủ rất là lâu rồi. Hồi lúc 9 giờ là bé Trúc Linh đã được lôi lên giường rồi. Đấy, sáng 10 em đi học. Còn mình thì giờ tới mới đây. Nhưng mà có vài người hỏi mình á, cái cây này lại làm cái gì à, thì Đặt nói là đặt tường chắc coi như là bếp nước củi lửa rồi trước khi mình đi ngủ thì cái này cũng là một trong những cái mình chắc luôn. Hồi lúc mà Trúc Linh còn nhỏ đó các bạn, thì mình để cái này để cho an toàn thôi, bởi vì mình xài Trúc Linh dặn tùm bậy đó không, thì cái này hiện giờ dặn đâu có được không, tại vì muốn dặn mình phải đẩy nó vô mình mới dặn, mà đẩy vô cũng bị dướng rồi, đẩy không được, khó khăn đối với Trúc Linh hồi lúc Trúc Linh còn nhỏ không. Bây giờ thì nó lớn nó sẽ làm được, thì đại khái là như vậy. Mục đích của mình là như vậy, để trả lời một trong mấy câu hỏi của các em, các cô chú gì đó cũng thắc mắc hỏi mình là cái đó, vấn đề đó không. Cái cây này nó cũng đã bị mỏng rồi chứ hồi xưa nó cũng hơi dày hơn chút nữa, thì là như vậy thôi à không. Nhiều khi mẹ cũng clean up mấy cái này đó, cái bộ đồ mình mà không có cái này nè, đụng cái đẩy vô cái nó xây qua, có cái này thì nó hơi khó hơn, an toàn thôi, không gì hết trơn á. Ok, đây quý vị, mình định là mình finish up cái video mình lên mình ngủ với em, mà mình nói rất là nhỏ mà hình như cũng cũng làm cho em nghe được để em lôi xuống nè. Không hề, không nghe hả? Là thần giao cách cảm. Ô vậy đó hả? Tự nhiên đang nằm chuẩn bị đi ngủ cái giật, coi như chưa ngủ nữa, tự nhiên nó thôi đi xuống đây cái để coi coi nó nguội chưa để bỏ tủ lạnh. Vậy hả? Thì em vừa xuống là em đi kiếm anh giọng, anh đứng đó, anh đứng bên kia đó. Ok, không, mình thức. Anh nói mà em không hề biết luôn á. Anh tưởng là anh nói lớn tiếng quá chứ. Không hề, không có luôn. Ôi vậy đó hả? Đừng nói. Tóc tai như con ma vậy đó, quay phim vậy đó. Thì bởi vậy đó. Bây giờ em múc cái này bỏ vô hũ. Để giờ đây không sao đâu. Lo anh sợ ngày mai nữa nó không ngon, phải bỏ tủ lạnh. Vậy đó hả? Cái gì cũng bỏ tủ lạnh rồi trời trơn á. Kiểm tra làm chi? Phải mở ra cho nó ra cái hơi. Có sao? Yes. Nó không biết kiểu đó. Ôi trời trời trời, bốc khói trong cái động phẩm tay. Đúng rồi, đúng rồi. Nó sterilize. Mẹ rất là thích. Nó sterilize. Mẹ của Tiết á, từ hổng ra cái vụ máy rửa chén á, giống như là mình nói từ đầu mà mẹ sợ, giống như là rửa không sạch hoặc là nó bất tiện. Đó, vô không cái... có đâu mà mẹ quen, quen là rồi, kiểu cái là... kiểu như ở bên Việt Nam á mà. Về cái mình làm liền cái gì. Cái kiểu bên Việt Nam á. Nhưng mà không ngờ á là mình làm ngày hôm qua ngày hôm nay là mẹ quá thích, mà cái mẹ thích nhất á là nó sát trùng. Tại vì mẹ rất là kỹ. Nó nóng gì là mẹ thích nè. Cái thứ hai nữa là khi mà mình về á, chén dĩa rồi này kia là mình ăn mình cứ gom ra đây hết, thì cái thời gian đó là mình sẽ nấu ăn. Mà nấu ăn xong tới lúc mẹ lau bếp này kia xong xuôi hết luôn á, là bao nhiêu cái chén dơ là dồn ra đây hết, bấm nút là đi ngủ. Đó, nhưng mà cũng đâu có ngủ canh tiếng mấy, hai tiếng quanh xuống mở. Nó rất là đỡ thời gian. Bây giờ mẹ rất là thích, chỉ là không có rửa được những cái nồi đó coi nè. Nó đỡ nhiều thời gian đúng luôn á. Mà cái máy mua chưa bao giờ xài. Mua nhà cái máy này mới tinh 4 năm rồi quý vị, chưa bây giờ mới xài thôi á, nhưng mà không phải mình lúa đâu, chỉ là mình có đồ mà mình không xài đó quý vị, chứ vậy, không phải mình lúa đâu. Bởi bữa nay á là thật sự là Tiết là nhà Tiết xài đã bị trễ rồi mình biết, nên mình giới thiệu với mọi người là nếu mà anh chị nào có máy rửa chén ở nhà mà còn xài được cứ lấy ra xài thử. Tại vì á hả, nó mình thấy nó rất là tiện lợi. Đó, tại vì người Việt Nam của mình á, cứ thấy có một mình có một cái thói quen giống nhau, thói quen á là thích làm bây giờ tự rửa úp lên rửa úp lên. Cái thời gian mà mình úp cái chén này á, để mình nói hồi để mình rửa rồi quăng lên đó cho rồi. Thì hồi nãy mẹ cũng nói cho em mà Tiết cũng cảm thấy đúng. Nhưng mà thật sự mình rửa cái này á nó sát trùng rất là nhiều. Đó, mình chỉ chịu khó mình úp cho nó ngay hàng thẳng lâu, nó đúng theo cái kiểu mà mình rửa đó nè. Những cái thao muỗng này nè. Nó sạch dữ lắm luôn á. Nè. Và chén đồ này nè, trên này nè. Ly này kia rồi nè, sát trùng nè. Trộn nấm phẩm thai. Này cái thao nè. Thấy không? Đó, giờ mình phải để như này cho nó bốc hơi. Xong rồi mình sẽ nó khô á rồi mình lấy ra mình úp. Nó bốc hơi ha, con mèo vô trong đó nó ngồi chơi. Rửa đâu rửa lại nữa.
Anh thấy con mèo nó vô ngồi chơi thì có bốc hơi đâu cần phải bự vậy đâu, dạ nhỏ xíu thôi.